Xin chào anh em. Hôm nay mình làm video giới thiệu cho anh em thức ăn tiếp theo của rừng, đó là cỏ. Đây là cỏ mình trồng nhé. Cỏ mình trồng sau khi mình cắt thì mình xay nhuyễn ra này. Anh em lấy máy xay nhé. Xay đây. Xay đây là mình đã xay nhuyễn ra. Đó. Lúc xây thì mình không có quay cho anh em, nhưng mà mình quay cái cỏ mình đã xây đây. Đây là cái xây hết cả thân lá luôn nhá. Để em nhìn á, xây nhuyễn ra. Đây. Mình xây cỏ nhuyễn. Thân thì mình xây từ từ thôi nhá. Cái thân thì mình xây nhuyễn nhừ ra, còn cái lá thì mình kẹp vào cái thân lúc sau đó, mình xây thì nó mới đứt hết được, chứ không cái lá thì xây nó sẽ ra những cái khúc dài dài nha. Thì heo nó cũng ít ăn, nó bỏ khúc như thế này đó, dài đó. Thì khi mình lấy cỏ đây, mình sẽ trộn với sắc mì. Đây là những bao sắc mì người ta bán được cho heo cho gà ăn này. Đó, sắc mì thì mình sẽ gọi với nước, sau đó mình trộn với cái cỏ đó nhé. Trộn với cỏ nữa cho heo ăn. Thì cái này thì rất là ít tốn chi phí nha anh em. Mục đích của mình đây chia sẻ cho anh em biết những cái kinh nghiệm và những thức ăn cho heo để mà giảm bớt chi phí để tăng lợi nhuận. Vì mùa này thì heo rế mà thức ăn lại lên cao nữa thì chúng ta sẽ không có lời đâu nha. Này thì tốn công hơi nhiều chút, tốn công một xíu để mình làm thức ăn. Rồi, chuẩn bị mình sẽ trộn thức ăn. Đây anh em, mình mới gọi bao sắc mì đây, cui ra này, gọi nước này, đó mình đổ vô cỏ này theo này đó. Rồi mình một mình làm vừa quay nên mình không thể quay cận cảnh cho anh em coi nha. Sau đây mình tiếp tục mình trộn cỏ này. Thì mình làm nên vừa quay luôn nên nó hơi giật nha anh em. Anh em tham khảo nhé. Đấy. Đó, mình trộn đều lên nha. Đấy, trộn cho heo. Đó. Trộn đều lên rồi mình sẽ đem ra đổ cho heo ăn nha. Thưa anh em, có phần ăn của ngoài đây là 9 con đây, hai cái số lớn một số nhỏ nha. Rồi rồi, cái một ít bí đó. Xin hỏi là thì tại sao mình không có cho ăn cỏ hết, cho anh bí thêm, có ít bí thôi nha. Tại vì là có một mình nha, heo rừng thì nó giữ. Mình lấy bí mình giải ra cho nó tha ra ngoài kia nó ăn thì mình mới ra mình đổ cỏ cho nó an toàn. Yếu tố an toàn là trên hết nha. Đây, anh em. Mình đổ xong rồi đây. Đó, đang đứng ăn đó. Đấy, ngồi xa xa kia này. Ăn mạnh nha. Anh em mà chưa có kinh nghiệm ấy, hạt heo ăn chưa quen á, thì mình trộn mấy lần đầu á, trộn nhiều sắc mì lên nha. Em nào không có sắc mì thì có thể trộn với cám gạo đấy, nhiều nhiều lên để tập cho heo ăn. Sau khi heo ăn quen rồi thì mình giảm lần lần để ít cám và nhiều cỏ để tăng lợi nhuận thôi. Còn em nào muốn heo mập đấy thì cho ăn nhiều cám không sao. Đó. Bí này, cỏ này. Đấy. Thấy không? Đừng ăn nhiều bò ăn luôn. Là heo ăn cỏ, bò ăn cỏ nha. Mà ăn cũng tương đương như bò ăn cỏ đó. Cận cho anh em thôi luôn. Xe ra chụp này. Đấy. Rồi anh em tham khảo nha. Dạ anh em.